Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dượng Phát. Đây là chi nhánh 2 tại 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và một chi nhánh nữa là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đấy, thì hôm nay tiếp tục lại quay chiếc xe Vespa 350 cho tất cả các bạn đây. Đó, tại vì màu đẹp quá trời. Bên đây chi nhánh bên đây về màu rất là đẹp nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem đây nè, màu xanh bơ nè, màu đen xanh bơ nè. Trời đất ơi, nó đẹp nha, nó không phải là xanh mino, nó không quá nổi, không quá chói mà nhìn nó rất là dịu, rất là đã luôn. Cái này mà các bạn biết cái bơ á, màu xanh nó như thế nào thì ở đây cái chiếc này nó màu y như vậy luôn, rất đẹp ha. Hệ thống đèn của nó là full LED luôn nè. Đó. À, cái bên ha thì nó sẽ là màu đỏ candy, đỏ cherry ha. Là cái con này phiên bản là đèn tròn nha mọi người, đèn tròn nha. Con này đèn lục giác. Thì cái con này nó sẽ nặng hơn này một tí xíu, hình như là 3 kg. Này vì nó sẽ bự hơn, mập hơn tí xíu so với con này. Cái cốp nó cũng bự hơn tí xíu thôi. Đó. Ở đây thì có màu trắng nè, màu trắng là nhã nhặn nhất nè. Đó, rồi những cái đèn tròn thì em có rất là nhiều, tím ánh hồng rồi nó kiểu ha, xanh xi măng. Đó, vàng. Trời ơi, khúc đầu là màu xanh bơ thì khúc sau sẽ là một màu hồng hả? Hồng này hồng không phải hồng phấn mà hồng kiểu như thế nào á. À, trên hình chắc các bạn nhìn sẽ hơi đậm. Nhưng mà nhìn ở ngoài hồng của nó là rất nhợt rồi, rất là dễ thương luôn. Đó, con này bảo đảm là các bạn đi ngoài đường không chơi vào đâu được luôn. Đấy, có những cái màu mà bên cửa hàng này bên mình á là lên là có cái màu này màu zin nha, phải lên nha. Là rất đẹp luôn. Đó, màu hồng đây mình sẽ quay cận cho các bạn xem nè. Màu hồng kiểu hồng cam, hồng sao á, nói chung là đẹp dữ lắm. Hệ thống đèn là full LED ha. Đó. Rồi, màu hồng. Thì mua xe sẽ được tặng hai cái mũ bảo hiểm theo kiểu dáng của nón sơn như thế này. Đó, theo kiểu dáng của nón sơn như thế này cực kỳ đẹp nha các bạn ha. Rồi, mặt đồng hồ đây thì cũng là full LCD luôn. Mặt đồng hồ full LCD nha. Đó, cũng có công tắc hai da nè, rồi đèn nè, đó. Code pha nào kiểu. Rồi, phần dưới đây. Các bạn thấy phần đựng đồ chỗ này đẹp không? Quá đẹp, xuất sắc luôn đúng không? Để chân nào kiểu đây ha. Sàn phẳng vô tư thoải mái luôn. Móc treo đồ ở đây luôn nè. Rồi. Bữa nay giá Vespa lên nha mấy bạn. Đó, học đựng đồ đây luôn nè. Bữa nay giá Vespa lên 1 triệu là 20 triệu rưỡi nha. 20 triệu rưỡi. Bởi mình nói với các bạn là tranh thủ mua đi. Mua nghe trước Tết, mua chuẩn bị càng cần Tết thì nó càng lên giá xe nữa. Nó không phải là cửa hàng mình lên giá nữa, mà là cái nơi sản xuất xe, cái chỗ nhà máy nó giao xe thì nó lên giá thì bên cửa hàng mình cũng phải lên. Chứ không thể nào bán lỗ được các bạn ha. Hay bán lời sẽ cũng sẽ có lời, nhưng mà lợi ích thì nó lại lỗ. Tại vì lợi ích quá thì không đủ tiền để trả tiền nhân công nè, trả tiền vận chuyển nè, rồi thuê dịch vụ, thuê mặt bằng nó kiểu đó. Nên là các bạn phải hiểu vấn đề đó nha. Rồi, 20 triệu rưỡi đã bao gồm thuế VAT rồi. Còn vấn đề giá lăn bánh như thế nào đó, thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở dưới bên góc màn hình ha. Số điện thoại là dưới phần mô tả video nha các bạn ha. Rồi, ngoài những cái màu này ra thì mình sẽ còn ba chiếc trong kho nữa. Sẽ có màu bạc nè, đó, cực kỳ đẹp, mạnh mẽ luôn ha. Rồi màu xanh rêu nè, các bạn đã thấy rồi. Cuối cùng là cái màu xanh biển nè, bóng nè, rất là đẹp luôn. Đây, đập vô mắt là mình vô đây thấy màu xanh là mình ưng liền luôn nha các bạn. Mấy bạn nam, bạn nữ đi màu này vẫn rất được ha. Đó, ba màu trong kho đây. Rồi thì các bạn sẽ thấy như thế nào về những cái dòng xe Vespa 350 này và những cái màu sơn này thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết nha. Chứ mình thấy cái màu xanh bơ này nó đã mắc quá trời luôn. Không biết các bạn thấy nó làm sao nữa. Đó. Xuất sắc, vô nhìn xe là chịu không nổi liền luôn các bạn. Đó. Rồi, trả góp thì các bạn đưa trước cho mình khoảng 30% tổng giá trị chiếc xe thì sẽ được nhận cà vẹt photo thôi. Còn nếu như mà 50% tổng giá trị chiếc xe thì được nhận cà vẹt gốc mang về. Đấy, xi nhan ở dưới đây cũng là hệ thống đèn xi nhan full LED luôn nha các bạn. Đó, xi nhan full LED luôn. Rồi chỗ này á, thì nó sẽ có một cái dãy đèn cao dài như thế này. Thì cái dãy đèn này á, nó sẽ có chuyển màu, đổi màu khi mình đi ban đêm mà nó kiểu đó. Rồi, chữ Espero này thì mình vẫn có đèn để cho nó sáng lên, cũng khá là đẹp luôn. Đấy, các bạn thích thì các bạn lựa chọn nha. Rồi, Vespa xong rồi. Thôi bây giờ kiếm thêm cái dòng xe 50cc nữa để báo giá cho các bạn luôn ha. Sẵn đây thì cũng sẽ có những chiếc gọi là CS 50 cho các bạn luôn. Này, các bạn mà thích CS 50 thì hãy liên hệ với mình ngay nha. Thì dòng xe CS 50 hiện tại đang có mức giá là 17 triệu nha các bạn. 17 triệu. Đó, CS 50 thì nó sẽ có những cái đĩa như thế này đây. Đĩa rất là đẹp luôn. Đây, đĩa này ha, con này ha. CS 50. Rồi, ngoài CS 50 thì vẫn còn rim 50 nè. Rim 50 thì hiện tại là đang có mức giá là 15 triệu rưỡi nha các bạn.
15,5 triệu. Rồi cúp 83 nhìn giống C125 đây. Đó, cúp cũng là cúp 50 luôn ha. Cúp 50 này thì là 18,8 triệu nha. À, theo kiểu mà cúp C125 nè, cúp 83 nó gọi là cúp 83 đó. Đó, thấy chưa? Là hai con đèn tròn này nọ kiểu ha. Rồi dưới đây là cúp 81. Cúp 81 thì là 16,5 triệu nha các bạn. 16,5 triệu ha, rẻ hơn cúp 83. Đó, những con đèn tròn như thế này là cúp 81 ha. Đây, cúp 81 nha các bạn ha. Đó. Rồi, rim mộng là kiểu nè. À. Rồi. CS thì bên đây quá trời luôn nè, quen pha CS nè. Quen pha thì 50 là 17 triệu nha. CS cũng là 17 triệu luôn, đồng giá luôn. Đây. Quen pha nè. Đó. Hệ thống đèn quen pha là đèn LED đàng hoàng nha. Đèn LED 2 tầng nha. Đó, còn dưới đây là CS nè. CS là quá trời và bao la luôn. Để xuống dưới đây cho các bạn xem. Đi các bạn xem CS nha. Đây. Ok không? CS nha. Đó, các bạn thích xe nào thì liên hệ với mình nha. Ngoài ra thì còn có Exciter 50cc nữa. Nên clip đó thì mình đã quay riêng, review riêng cho nó rồi. Thì các bạn có thể lên trên Cool Vlog 61 tìm Exciter 50cc thì sẽ ra ha. Con đó thì sẽ có mức giá là 16,5 triệu nha các bạn. Đã bao gồm VAT rồi. Còn các bạn mà muốn biết giá lăn bánh hay là trả góp thế nào, lãi suất ra sao, đưa trước ra sao nọ kiểu thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng siêu thị xe máy Thành Dương Phát. Số điện thoại ở bên Hóc Môn là 0785888030. Còn số điện thoại ở dưới chi nhánh chỗ này là Tân Kỳ Tân Quý thì các bạn liên hệ với số điện thoại ở trên góc màn hình giúp cho mình ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61. Các bạn thắc mắc những vấn đề gì thì hãy liên hệ với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.